Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Mão tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sự nghiệp. Vận trình của người tuổi Mão trong tháng đầu tiên của năm nhâm dần này cho thấy, với bạn tuổi Mão có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp trong tháng khởi đầu của một năm mới. Có tam hội xuất hiện, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bạn nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ của mình, nếu quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tốt bạn sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn hơn nữa sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại giúp khẳng định vị thế của bản thân thậm chí chạm tay vào cơ hội được cất nhắc tuy nhiên dưới tác động của nguyện lệnh lâm tử một vài người vẫn tỏ ra do dự thiếu quyết đoán khi đứng trước những cơ hội dường như bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại hoặc không đủ khả năng làm việc Tử vi tuổi mão 2022 khuyên con giáp này cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn vốn là người có tài, hơn nữa lại luôn được quý nhân và bạn bè xung quanh giúp đỡ, bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn. Thêm vào đó, dù thất bại đi nữa, bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý, giúp ích cho mai sau. Khi băn khoăn, do dự trước những định hướng tương lai, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự chọn hướng đi mà hãy tâm sự, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình chắc hẳn, đối phương cũng sẽ không ngại đưa ra cho bạn những gợi ý phù hợp, có giá trị tham khảo nữa nhé. Tử vi tuổi mão tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tài lộc. Trong tháng đầu năm nhâm dần này với người tuổi mão, sự nghiệp phát triển tốt đẹp cũng khiến cho tình hình kinh tế của bạn có nhiều cải thiện. Bạn không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng, giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn dùng dình. Tháng đầu năm này vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Cục diện Tam hội giúp cho sự nghiệp của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân. Người làm đầu tư, kinh doanh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn lặp đi lặp lại trước đó. Trong tháng bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn được giúp sức lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn có triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Nếu bản mệnh dám dấn thân, dám trải nghiệm thì dù cho có phải vất vả một chút bạn sẽ thu được một khoản tiền tương xứng và tháng này đối với những người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội tăng lương nhờ những cống hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng của bạn và chẳng ai lại ngại không muốn tăng lương để níu giữ một nhân viên tốt như bạn cả. Nhận được khoản tiền dùng dình trong tay, bạn nhớ tiếp tục cố gắng nhé. Người có ý định khởi nghiệp trong thời điểm này không tránh khỏi tình trạng băn khoăn, lo lắng, song bạn không nên quá bi quan. Và với bạn tuổi mão hãy lập kế hoạch rõ ràng từng bước cho mình, đồng thời tham khảo thêm gợi ý của những người có kinh nghiệm phong phú, rồi dần dần, bạn sẽ biết đâu là hướng đi chính xác cho mình. Tử vi tuổi mão tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tình duyên. Trong tháng đang có được sao bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, người tuổi mão còn độc thân không cần phải lo đến tình trạng đơn thân lẻ bóng trong tháng 1 này. Bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông nhờ tính cách hài hòa, cởi mở, cũng như những thành tích nổi bật trong công việc của mình chính vì vậy mà bạn thường được mọi người xung quanh yêu mến ngưỡng mộ việc được chủ động tiếp cận cũng không phải là điều gì quá bất ngờ điều bạn cần làm trong tháng này chính là tiếp tục tự tin là chính mình đừng ngại thể hiện những cá tính độc đáo của bản thân bạn cũng hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội có điều dù đào hoa đến mấy bạn cũng chớ nên trăng hoa đứng núi này trông núi nọ một khi đã quyết định tìm hiểu hoặc đến với ai bạn nên đối xử với người đó một cách chân thành chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến mối quan hệ trở nên bền vững. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại gặp phải một vài vấn đề trục trặc trong tháng này. Bách Việt không đem lại những tác động tích cực cho những ai đã có đôi có cặp. Bạn bị làm phiền bởi nhiều đối tượng ngoài hôn nhân, vì thế cần luôn nhắc nhở bản thân chú ý giữ mình, chớ để bản thân vướng vào những mối quan hệ trục trặc. Vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, song bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao, khiến đôi bên nóng nảy nói lời tổn thương nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt hoặc tìm thú vui bên ngoài. Dù người ấy có điều gì khiến bạn không hài lòng thì hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Mão tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Mão âm lịch cho thấy bản mệnh có một sức khỏe khá tốt trong tháng này. Có lẽ những thành công trong nhiều phương diện cuộc sống khiến bạn suy nghĩ lạc quan tích cực hơn bạn cảm thấy rằng mình dồi dào sức sống và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì có điều bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc bắt cơ thể làm việc quá sức dù ai cũng mong muốn được thành công song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều vì thế việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe rèn luyện bản thân để chờ đợi cơ hội thích hợp dù làm công việc gì đi nữa bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học chớ thức khuya dậy sớm quá mức nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nam mộc đức nữ thủy diệu. Khẩu quyết tinh thần hăng hái, làm việc thuận lợi, dễ gặt hái thành công. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi mùi. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu trắng. Tuổi quý mão thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ thiên la. Khẩu quyết quan hệ xã giao thuận lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người quý nhân người tuổi tuất người tuổi dần tiểu nhân người tuổi tý người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu xanh lá cây màu xám tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi vận trình tài lộc tươi sáng quý nhân người tuổi thìn người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi dậu người tuổi tý màu sắc may mắn màu vàng màu xanh dương tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết, quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, chú ý giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quý nhân, người tuổi mùi, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi thìn, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh nước biển. Tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hãy chân thành trong chuyện tình cảm. Quý nhân, người tuổi dần, người tuổi thìn. Tiểu nhân, người tuổi mão, người tuổi tỵ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu nâu. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Mão trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.